Đây là kết quả phiên X-quang kiểm tra mới nhất của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật gáy phân ba dưới, xương chày và xương mác. Trên phim thể hiện hình ảnh xương gáy của bệnh nhân, đường gáy còn hở khá là nhiều. Vì bệnh nhân muốn bình phục và mau đi lại được. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh liền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là xương chày, xương mác của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân phải cần thêm thời gian kiên trì tập luyện là có thể đi lại, cử động, sinh hoạt, làm việc được bình thường. Hiện tại chị mổ là cái chân này được bao nhiêu tháng chưa? Mổ là từ mùng 2 tháng 1 đến giờ là 5 tháng rưỡi, gần 6 tháng rồi. Gần 6 tháng rồi. Trên phim của chị hình ảnh xương là chưa can nhá. Hiện nay em xuống có chị thì nghiêng cái chân này, nghiêng chân nhá, nghiêng phải chân. À, cái mổ của chị là liền sẹo rồi. Trước khi đắp em dặn này, hàng ngày bôi nghệ từ đầu mũi đến chân em nhá. Thì em sẽ đắp cái quần em là 5-7 lần đấy nhá. Trong điều trị là chị không được ăn các thứ cay nóng nhá, rượu bia và cà muối. Có tầm 1-2 tháng là chị lại bình thường thôi. Giờ chị đi ăn, giờ chị đi ăn được đúng không? Đã bó được sao này rồi, đây là xem, đây vào đây. Tập trực tiếp lên bên mổ nhá. Đây đây. Không dùng băng khuôn cố định nặng nhá. Mới đầu uống thuốc của em đắp thuốc rồi là đau lên một tí, sau là giảm đau hết đau dần nhé. Tầm một tháng hơn là chị lại được ngon nghẻ thôi. Nhớ là phải nâng tập luyện cho em nhé. Hơn 5 tháng đúng không? Hơn 5 tháng có thể chân nó không đi lại được, cái này nó cứng khớp theo chân này, phải nâng tập luyện cho em như bình thường nhé. Đắp uống thuốc tầm 2 tháng là khỏi thôi. Thì xong rồi, em chào chị nhé. Em xuống quay ảnh của chị đi lại bình thường và tháo bình là hoàn thiện là ok. Em chào chị. Em chào chị nhá. Vâng, em chào. Hôm nay em xuống hoàn thiện hình ảnh của chị và của chiếc ngày trước. Chị với ba xương chày ở xương mát sau mổ thuật vít đinh nhưng lâu ngày chưa không can. Vâng. Đó chị có 5-6 tháng chị không can đúng không? Vâng. Và trước khi về thuốc bó mấy tháng, 3 tháng à? Dạ vâng. Từ đó chị tháo đinh được gần 1 năm rồi đúng không? Dạ vâng. Hiện tại đi lại bình thường chưa? Em đi lại bình thường. Chị vén chân xem. Bình thường. Trước khi bó 5 tháng, mổ 5 tháng không can đúng không? Vâng. Hình ảnh 5-6 tháng không can. Rồi, hình ảnh thực tế nhá. Vâng. Giờ chị anh thường đi xe bình thường chưa? Em đi xe bình thường. Tháo đinh rồi đúng không? Chị đi dài một vòng dài cho em ở kia nhá. Vâng. Đi vòng dài ra uống nước cho em nhá. Vâng. Hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình và phỏng vấn thực tế quá trình ngày trước bệnh nhân điều trị mổ phẫu thuật xương chày và xương mác sau một thuật 6 tháng, gần 6 tháng xương không can. Và hiện tại bệnh nhân là đi vào nhà thuốc và được nhà thuốc điều trị 3 tháng. Sau khi điều trị xong gần 1 năm sau bệnh nhân có ra viện tháo đinh. Hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường rồi. Hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình và phỏng vấn lại quá trình điều trị khỏi. Thuốc nam điều trị khỏi cái xương sau mổ nhá. Em tư vấn những bệnh nhân nào mà sau mổ phẫu thuật xương không can nhá, vẫn chậm liền, tiêu xương viêm xương nhá. Để nhà thuốc điều trị bằng thuốc đắp và thuốc uống, cái là thuốc cao uống nhá. Thì sẽ khỏi nhanh và hiệu quả nhá, tránh tình trạng mổ lại nhiều lần nhá. Được rồi chị ơi. Bệnh nhân đi lại rất là bình thường rồi. Những ảnh thực tế nhà thuốc theo những ảnh theo 1-2 năm mới có ảnh thực tế đầu đến cuối nhá. Để hoàn thiện video ấy. Thế mà mọi người sẽ xem video nhà thuốc để chi tiết điều trị. Rất là quá trình chi tiết. Và xem video thực tế là thuốc nam hiệu quả. Chứ không phải là thuốc nam không hiệu quả đâu nhé. Sau một thuật xong bệnh nhân phải nên điều trị thêm thuốc nam mới hiệu quả nhanh được. Nên do tình hình dịch bệnh thì nhà thuốc phải đeo khẩu trang. Thế mà mọi người xem video mọi người thông cảm nhé. Tất cả người ta sẽ chờ. Hồi tình hình bệnh, chúng ta nhìn bệnh trên đây một vòng là ngắn cho em nữa. Ngon đó, đi nhanh cho em. Đấy, bệnh nhân đi rất là cân nha, coi như không gãy xương gốc gì cả, bình thường rồi. Hiện tại bệnh nhân là mổ tháo đinh rồi. Đấy, hình ảnh của nông thôn Việt Nam ta chiều đến các cháu các đi lại. Rồi chị ơi.
đi bây giờ như của đi như của riêng như hoa hậu nhỉ. Chị khỏi sớm này chị có mừng không? Gặp được thầy là phúc phận lớn, gặp được thầy nhanh quấy chứ không thì năm thứ tháng không liền chán lắm. Vâng vâng, chị ngồi đây. Dạ, tốt rồi. Thì cũng năm hết gần Tết đến rồi. Thế mà xuống hình ảnh của phản hiện hình ảnh của chị thì rất may là chị đã khỏi này và tháo đinh rồi, điện bình thường rồi. Chị cảm nhận là thuốc em điều trị bệnh gầy xương ở ngoại khoa đấy có hiệu quả và nhanh khỏi không? Đúng là có phúc mới gặp thầy chứ thật, đúng là 6 tháng mới mà không liền xương. Khám mấy lần cũng không liền thế nào, thế mới gặp được thầy thì vào có 3 tháng đúng không? 3 tháng là được là liền là khỏi và tháo đinh đúng không? Vâng. Thì thầy năm phát tài đến nhá. Dạ, chúc chị ở đây luôn mạnh khỏe, năm phát tài nhá. Dạ, vâng, mà đi lại cẩn thận, hôm nay gầy chân nhá. Dạ, vâng. Gầy chân là gặp thầy lần hai là mệt lắm đấy. Vâng. Em chào chị ạ. Dạ vâng.